Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. 10 lần Mbappe học lỏm kỹ thuật thượng thừa của Ronaldo. Tiền đạo trẻ người Pháp cho biết anh chỉ coi Ronaldo là nguồn cảm hứng duy nhất để phát triển sự nghiệp. Mbappe thừa nhận là fan của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn mới nhất, tiền đạo người Pháp thừa nhận giờ đây anh chỉ tập trung phát triển sự nghiệp theo hướng của Ronaldo. Để gây dựng sự nghiệp như Lionel Messi, tôi phải ở lại AS Monaco, giờ đã quá muộn để được như anh ấy. Mbappe cho biết. Cùng khám phá video 10 lần Mbappe học lỏm kỹ thuật thượng thừa của Ronaldo nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Ở tuổi 22, Mbappe đã sở hữu thành tích đồ sộ ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tiền đạo người Pháp nằm trong số ít cái tên được giới chuyên môn nhận định có thể giành danh hiệu quả bóng vàng trong tương lai. Còn nhớ vào thời điểm siêu sao sinh năm 1998 bắt đầu nổi danh, thông tin về sao mai người Pháp nhanh chóng được giới truyền thông thế giới đào xới. Trong đó, bức ảnh Mbappe ngồi giữa căn phòng với rất nhiều tấm poster in hình Cristiano Ronaldo được chú ý hơn cả. Ronaldo như người hùng trong tôi và tôi đã rất phấn khích khi được gặp anh ấy lúc đến thăm trung tâm Van der Bebas. CR7 chính là nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục sự nghiệp của mình. Đó là những lời chia sẻ của siêu sao bên phía Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Vậy Mbappe đã học được những gì từ siêu sao người Bồ? Hãy cùng tôi xem qua video 10 lần Mbappe học lõm kỹ thuật thượng thừa của Ronaldo để xem đó là những tuyệt kỹ nào nhé. Một trong những kỹ thuật mà siêu sao người Bồ Cristiano Ronaldo thường xuyên sử dụng trên sân cỏ trong tình huống đối mặt 1-1 với cầu thủ đối phương chính là kỹ thuật Fast Rabona. Một mèo để thực hiện kỹ thuật của CR7 chính là việc giơ cánh tay lên để đối thủ nghĩ rằng anh thực sự sẵn sàng đá bóng và sau đó chuyển hướng nhanh chóng cắt sang phía bên kia, gây mất tập trung đối với đối thủ của mình. Và Kylian Mbappe cũng đã biết cách học hỏi và thực hiện xuất sắc kỹ thuật ấy. Có thể nói không chỉ là một fan hâm mộ đơn thuần mà siêu sao bên phía Paris Saint-Germain khẳng định mình sẽ là người tiếp tục nối kỷ nguyên của Messi và Ronaldo. Những ai là fan hâm mộ của bóng đá cũng đã từng nhiều lần xem qua một trong những cách đi bóng điệu nghệ dành cho những thiên tài bóng đá, đó chính là tuyệt kỹ bắt chéo chân Rabona. Và Mbappe cũng không bỏ lỡ kỹ thuật thượng thừa này khi anh học theo thần tượng của mình. Ronaldo là một trong những tín đồ của Rabona khi anh không chỉ sử dụng kỹ thuật này vào những pha bóng ghi bàn mà CR7 còn sử dụng ở những đường truyền quyết định. Hẳn những fan của Ronaldo đã quá quen thuộc với kỹ thuật lừa bóng Elastico hay còn gọi là flip flop của Ronaldo phải không nào? Kỹ thuật này thường được thực hiện trong tình huống 1-1 và cần vượt qua đối phương bằng kỹ năng khéo léo, sự kết hợp của cổ chân, đầu gối và nửa thân trên. Và với một siêu cầu thủ có kỹ năng cá nhân cực tốt như Mbappe thì không khó để cầu thủ sinh năm 1998 thực hiện kỹ thuật Elastico của Ronaldo một cách dễ dàng và chuẩn xác. Một trong những kỹ thuật dẫn bóng qua người trong bóng đá được Ronaldo cực kỳ yêu thích và giờ đây là Kylian Mbappe cũng thường xuyên sử dụng chính là Double Step Over. Cách qua người này thay vì dùng hai chân thì cầu thủ của chúng ta sẽ chỉ dùng một chân để vòng hai lần quanh bóng. Mục đích của điều này là để tránh hậu vệ đối phương bắt được bài. Một trong những cách lừa bóng tuy cũ nhưng hiệu quả mang lại vẫn cực kỳ cao.
Hầu hết mọi người đều thuận tay phải hoặc tay trái, nghĩa là họ bị hấp dẫn theo bản năng khi sử dụng phía tay thuận chỉ mưu thế. Việc sử dụng chân thuận và chân không thuận cũng như vậy. Ronaldo thuận chân phải, tuy nhiên anh ấy vẫn ghi bàn đều đều bằng chân trái yếu hơn. Để giờ đây, CR7 rê bóng thành thạo bằng cả hai chân. Điều này khiến anh đặc biệt nguy hiểm khi tiếp cận khung thành. Khoảng 20% bàn thắng của siêu sao người Bồ được ghi là bằng chân trái và Mbappe cũng vậy. Ngôi sao trẻ có kỹ năng đi bóng tốt và sử dụng hai chân một cách đều đặn với những pha dứt điểm tuyệt vời trên sân. Từ khi còn khoác áo MU, Ronaldo đã nổi tiếng với những pha đảo chân mỗi khi đối mặt với cầu thủ đối phương. Chuyển sang khoác áo Real, ngôi sao người Bồ Đào Nha biến những pha đi bóng lắc léo với tốc độ cao thành bản sắc riêng. Và giờ đây, khi đang là một phần của Juventus, CR7 đã cho thấy được sự hoàn hảo trong kỹ thuật đảo chân của mình. Kylian Mbappe cũng đã học hỏi được kỹ thuật đảo chân điều nghệ của Ronaldo. Cách đảo chân một chạm khiến đường bóng trở nên nhanh và gây mất tập trung cho cầu thủ đối phương, giúp Mbappe vượt qua được sự truy đuổi bám sát của đối phương. Cả huấn luyện viên Thomas Tuchel và cựu danh thủ Pedro Pauleta của Paris Saint-Germain đều cho rằng tiền đạo trẻ Kylian Mbappe có nhiều điểm tương đồng với Cristiano Ronaldo. Mới chỉ 22 tuổi, Mbappe đã là nhà vô địch thế giới và sở hữu vô số kỷ lục đáng nể. Những màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia đã đưa anh vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu thế giới và được dự đoán sẽ là chủ nhân của quả bóng vàng trong tương lai không xa. Antoine Griezmann nói rằng Kylian Mbappe chơi như Ronaldo hồi ở MU, trong khi huấn luyện viên tuyển Pháp Didier Deschamps ca ngợi những gì Mbappe đã làm được là phi thường. Kylian làm tôi nhớ đến Cristiano khi anh ta còn khoác áo MU. Ronaldo đá cánh, rê dắt nhiều và thỉnh thoảng ghi bàn. Nếu Kylian chơi như Ronaldo đã chơi ở Real, chỉ nghĩ đến chuyện ghi bàn thì cậu ấy cũng sẽ làm được như Ronaldo, ghi 50 bàn thắng mỗi mùa, Griezmann từng so sánh. Và quả thật, nhìn cách tài năng trẻ của Paris Saint-Germain chơi bóng, ta thấy đâu đó bóng dáng của Ronaldo trong Mbappe, đi bóng lắc léo, bứt tốc, nhanh nhẹn, xử lý kỹ thuật và thể hiện bản thân một cách hoàn hảo. Thêm một điểm chung trong phong cách thi đấu giữa Ronaldo và Mbappe trên sân chính là kỹ năng giật gót điều nghệ. Cả hai siêu sao sử dụng kỹ năng này một cách rất thuần thục, loại bỏ sự truy cản gắt gao bên phía đối phương, chuyển hướng bóng đột ngột và không cho đối phương của mình có cơ hội để cướp bóng. Trong một lần nói về hậu bối đầy tài năng ở một đoạn video quảng cáo của tờ Massa, Cristiano Ronaldo đã khen ngợi Mbappe là hiện tại và tương lai. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, có tốc độ và sẽ là tương lai của bóng đá sau này. Yeah.
nghĩ sao về bản sao này của Ronaldo, nhất là những kỹ thuật thượng thừa mà tài năng trẻ của Paris Saint-Germain đã học được từ siêu sao người Bồ? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cho chúng tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.